Ngày 11 tháng 10, theo nguồn tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất về điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch đối với người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về Hà Nội. Theo đó, đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine sẽ được cách ly tại nhà trong 7 ngày, còn với người chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi yêu cầu cách ly trong 14 ngày. Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để kịp thời đáp ứng số lượng người về các điểm cách ly, đơn vị đã đề xuất thêm 18 khách sạn làm nơi cách ly tập trung. Hiện danh sách đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua và ra quyết định. Trước đó, thành phố Hà Nội yêu cầu hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về nội bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội đáp ứng các tiêu chí phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát, hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát. Trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của Bộ phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến theo quy định, cam kết và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và các địa phương liên quan, cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố. Hành khách tự bảo đảm các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định. Sau thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Thành phố công bố các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú, khách sạn phục vụ cách ly và chi phí liên quan để người dân tự lựa chọn. Thành phố Hà Nội cũng đã bố trí 20 khách sạn được thành lập làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch khi mở lại đường bay với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo điều kiện cho những khách có nhu cầu cách ly tại khách sạn theo hình thức tự trả phí, còn lại những người khác sẽ cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố. Trong đó, cách ly tại khách sạn có mức giá dao động từ 1,3 triệu đồng đến 4 triệu đồng mỗi phòng một đêm.